Hello, xin chào anh chị nha. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel cùng với em Huy trong cái video điểm tin sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Rồi thì hôm nay là anh chị có thể thấy là thị trường của chúng ta chứng kiến một cái phiên mở biên rơi tương đối là khó chịu, đúng không anh chị? Thị trường của chúng ta có những cái thời điểm đạp sâu nhất là về quanh những cái ngưỡng 1251. Vậy thì thị trường của chúng ta giảm đâu đó là cũng đi khoảng 20 điểm, đúng không anh chị? Đó cũng rất là phù hợp với lại những cái diễn biến và những cái đánh giá của em Huy trong cái video ngày hôm qua. Đó là một cái video về việc đó là thị trường và VN-Index ta sẽ có những cái cú test thần thánh. Vậy thì liệu rằng là sau những cái cú test của ngày hôm nay thì phiên ngày mai sẽ là một cú tát, hay là thị trường nó sẽ có những cái điểm gì đó tích cực hơn? Thì trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích và đánh giá thị trường chung anh chị nha. Rồi thì trước hết thì cho em Huy xin phép được giới thiệu là em hiện tại thì đã chuyển công tác sang công ty cổ phần chứng khoán SSI với mã ID là 2761. Vì vậy là rất mong quý vị anh chị nào yêu mến cái cách đầu tư và phong cách của em Huy thì có thể là cùng đồng hành với em Huy tại công ty chứng khoán SSI với mã ID là 2761. Anh chị muốn mở tài khoản giao dịch online tại SSI thì có thể liên hệ với em Huy qua số điện thoại là 0949 080 190 để em hướng dẫn anh chị mở tài khoản. Rồi thì thị trường ngày hôm nay chúng ta là chứng kiến một cái phiên đạp và rút chân, rất có vẻ là đa phần là rất là nhiều nhà đầu tư bị mất hàng với một cái tâm lý hoảng sợ, đúng không anh chị? Ở trên mạng thì lan truyền nhau những cái điều đó là đếm phiên phân phối và cho rằng thị trường của chúng ta nó đã có 4 phiên phân phối và đang ở những cái trạng thái cực kỳ là nguy hiểm. Và trong video ngày hôm qua thì em Huy cũng đã chia sẻ với anh chị đó là ở trong những cái thị trường tích lũy như thế này thì cái việc chúng ta đếm phiên phân phối là một cái điều gì đó nó cực kỳ là vô lý và nó không phản ánh đúng bản chất gì ha. Đấy, cái việc mà chúng ta đếm phiên phân phối nó chỉ diễn ra là khi thị trường bước vào một giai đoạn tăng giá mà thôi. Còn khi mà thị trường đang trong một cái giai đoạn là tái tích lũy thì cái việc đếm phiên phân phối là nó gần như là trở nên vô nghĩa. Rồi vậy thì VNI hôm nay là chạm về những cái vùng biên dưới, là những cái vùng mà chúng ta hay nói với nhau đó là những cái vùng trọng yếu. Và khi mà quay về những cái vùng trọng yếu ở đây, anh chị nhìn về cái khung đồ thị 5 phút để anh chị thấy được đó là cái lực bán trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó, anh chị thấy không, cái lực bán trong phiên giao dịch ngày hôm nay nè anh chị, nó có những cái thời điểm là nhúng rất là sâu, kéo lên rồi lại đạp về, nhưng mà anh chị thấy là cái áp lực bán ra từ phía thị trường là không lớn. Nó cho thấy đây chính là những cái phiên ép bán từ nhà đầu tư tổ chức, chứ không phải là những cái động thái gọi là phân phối xả hàng của tay to. Thật ra chỉ là những cái thời điểm là ép cho nhà đầu tư phải bán hàng ra mà thôi. Và sau đó thị trường của chúng ta có những cái nhịp hồi phục cực kỳ là mạnh. Có những cổ phiếu hôm nay cho chị những cái biên đâu đó cũng từ 6 cho tới 7%. Phiên sáng có thể giảm 4-5% và phiên chiều có thể kéo xanh trở lại 2-3%. Nó tạo nên một cái biên giao dịch cực kỳ là hấp dẫn trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nếu như anh chị nhà đầu tư nào có sự quyết đoán, anh chị sau 2 giờ thấy thị trường nó vẫn neo được ở những cái vùng giá cao và anh chị tham gia mua vào thì em tin chắc rằng là khi mà kết thúc phiên này anh chị cũng có được một cái phần lợi nhuận nho nhỏ trong danh mục của mình. Vậy thì thị trường ở giai đoạn này thì góc nhìn của em thì nó vẫn không có gì thay đổi, là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục đi trong một cái biên sideways ở đây và nó sẽ có những cái biên độ thu hẹp dần. Anh chị thấy ở cái quá trình rơi trước đây nè anh chị ha, đây là một cái quá trình rơi này, hồi phục này, rơi hồi phục này và rơi, mà chúng ta lại bước vào một quá trình hồi phục ở đây. Vậy thì khả năng thị trường của chúng ta sẽ tạo thành những cái mẫu hình VCB, mẫu hình biên độ thu hẹp giảm dần, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái đà rất là mạnh cho một cái con sóng phía sau, bởi vì những nhà đầu tư đeo bám có phần nào đó đã bị rơi hàng. Đấy, phải chấp nhận, phải cắt lỗ, phải chốt non ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay tương đối là nhiều, đúng không anh chị? Vậy thì thị trường ở giai đoạn này chúng ta cần lưu ý điều gì? Thứ nhất là trong phiên giao dịch ngày mai chúng ta chúng ta nhìn về cái đồ thị 5 phút nên chị, chúng ta có một cái gap mở biên rơi ở đây. Vậy thì nếu như tối ngày hôm nay thị trường Dow Jones có những cái khởi sắc, thị trường chúng ta sẽ có thêm những cái động lực ủng hộ để ngày mai khả năng chúng ta sẽ tiếp tục mở một cái gap để tạo thành một cái mô hình Island Reversal nhỏ ở đây để chúng ta có thể là tiến lên được ở những cái vùng cao hơn ở bên trên, được chưa anh chị? Quan điểm của em là giai đoạn này chúng ta cũng chỉ nên đánh ngắn thôi, cũng không nên cầm cổ phiếu là quá dài, bởi vì thị trường chúng ta nó sẽ đánh theo biên. Nếu anh chị nào mà tận dụng được những cái biên như thế này để chúng ta chơi đinh thì nó cũng là một cái điều tốt. Còn lại gần như là anh chị không cần phải làm gì thì cũng được, chúng ta chỉ cần mua cổ phiếu ở những cái vùng giá thấp và chúng ta ngồi im khi mà thị trường lên ở những cái vùng biên trên thế này cũng là những cái điều quá tuyệt vời rồi. Nếu như mà anh chị nhanh nhạy hơn thì anh chị có thể là tranh thủ những cái nhịp mà thị trường nó đi lên ở những vùng biên trên này, anh chị có thể là tranh thủ cơ cấu bán ra những cái cổ phiếu yếu để mà khi thị trường quay về ở những cái vùng biên dưới thế này, anh chị có thể mua vào những cái cổ phiếu mạnh. Đấy, đặc biệt là trong phiên hôm nay thì hệ thống ngân hàng bên em Huy là có tư vấn mở mua những cái cổ phiếu như là BVS đây nè anh chị, BVS này, MBS này, CTS, đấy, MWG. Đấy, rất là nhiều những cái mã cổ phiếu khi mà thị trường có những yếu tố đạp sâu nhưng mà các cổ phiếu này nó không có bị áp lực bán tháo thì nó lại mở ra cho chúng ta rất nhiều cái điểm mua. Anh chị thấy rõ ràng thị trường chúng ta đánh theo biên và các cổ phiếu nó cũng vận động trong một cái biên độ tích lũy nhất định. Vậy thì nếu như mà nó quay về đây thì đó chính là những cái cơ hội, thay vì chúng ta phải hoảng sợ mà chúng ta cảm thấy rủi ro với thị trường anh chị nhá. Rồi em sẽ cho anh chị xem qua cái nhận định của em trong đầu phiên sáng với hệ thống khách hàng. Phiên ngày hôm nay là tổ chức họ đánh rất là hay đó anh chị, mà những cái nhận định của em về đầu phiên đó nó cũng khá là sát sao với lại cái thị trường trong ngày hôm nay. Đây anh chị ha, đầu ngày thì em nói là VNI đang vận động trong biên tích lũy, những nhịp rung lắc, những cú đạp tưởng như chết tới nơi sẽ thường xuất hiện trong giai đoạn này. Kịch bản này Thành đã được chia sẻ đến với anh chị nên cũng không quá bất ngờ. Trong phiên hôm nay chúng ta sẽ quan sát những cái điểm test bên dưới 1255 hoặc 60 để đánh giá vùng trọng yếu này, ý chí của tổ chức dòng tiền thông minh như thế nào. Đấy, và trong phiên thì em có quan sát đặc biệt đối với lại cái cổ phiếu CTG anh chị. Cái cổ phiếu CTG là một cái cổ phiếu gần như là đại diện cho cái việc đó là cổ phiếu chết tới nơi nhưng mà nó không chết, đúng không anh chị? CTG này anh chị. Đấy, cổ phiếu này bị tổ chức dòng tiền thông minh bán rất là rác, bán mà về những vùng biên dưới. Nhà đầu tư nào mà cầm CTG những cái giai đoạn này là cực kỳ sẽ là hoang mang, sợ nó bị mất đi những cái vùng đáy ở đây, nhưng mà không vậy ha, bằng một cách nào đấy thì CTG nó vẫn neo lại được ở trên những cái vùng hỗ trợ như thế này. Thì đó cũng chỉ là cho chúng ta thấy đó là cái ý chí của tổ chức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta. Họ đang muốn thị trường chúng ta tái tích lũy cho một cái con sóng lớn ở phía sau, chứ họ không có ý đồ là sẽ đè nén vùi dập thị trường chứng khoán của chúng ta. Đấy. Vậy thì sau những cái cú chết hụt như thế này mà thị trường của chúng ta vẫn đi lên, danh mục tài sản của chúng ta nó vẫn tăng trưởng, thì nó báo hiệu cho chúng ta biết đó là thị trường của chúng ta nó đang rất sẵn sàng cho một cái nhịp tăng giá mới. Và cái yếu tố thứ hai đó là anh chị thấy dòng tiền nó có một cái sự lan tỏa cực kỳ là cao với những cái nhóm ngành tạm thời bị bỏ quên, đúng không chị? Như nhóm ngành đầu tư công này, anh chị thấy những con như hôm nay con hút này tăng tốt này, CII này anh chị. Đấy, những cái cổ phiếu mà trước đây chúng ta thấy rằng nó đang có những cái tín hiệu bị bỏ quên, thì trong phiên ngày hôm nay khi mà thị trường rung lắc điều chỉnh, những cái cổ phiếu này nó thu hút được cái dòng tiền. Và một cái yếu tố quyết định là thị trường có uptrend hay không, đó chính là cái việc là tất cả các nhóm ngành đều hoàn thành cái quá trình tích lũy và cùng nhau đẩy giá. Đấy, cái việc mà tất cả các nhóm ngành cùng nhau đẩy giá nó sẽ tạo nên một cái nhịp uptrend tổng thể. Và trong những cái nhịp uptrend đó, những cổ phiếu nào là mạnh nhất, những nhóm ngành nào là tốt nhất, nó sẽ đem lại cho anh chị những cái khoản lợi nhuận là khổng lồ nhất, chứ không phải là trong uptrend anh chị mua bất kỳ cổ phiếu nào nó cũng sẽ đem lại lợi nhuận. Đồng ý với anh chị rằng là trong về lâu về dài tất cả các cổ phiếu nó cũng sẽ đều đi lên, nhưng mà chúng ta cái việc chúng ta lựa chọn thời điểm nào để chúng ta vào cổ phiếu nào, vào nhóm ngành nào, nó sẽ giúp cho anh chị tối đa hóa lợi nhuận được một cách là tốt nhất anh chị nhé. Vậy thì thị trường trong phiên giao dịch ngày mai thì em kỳ vọng là thị trường chúng ta sẽ có một cái gap. Nếu như mà ngày hôm nay thị trường chứng khoán thế giới như là Dow Jones nó chỉ cần nó tích cực lại thôi anh chị, là thị trường ngày mai em nghĩ là sẽ có một cái gap nho nhỏ để có thể là tiến lên những cái vùng biên trên như thế này. Đấy, thì rất mong là anh chị em nhà đầu tư chúng ta có thể là mua được những cổ phiếu mạnh, cổ phiếu tốt để chúng ta tìm kiếm được lợi nhuận. Rồi, rất cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi video này. Nếu như anh chị nào cảm thấy video này hay thì nhớ cho em Huy một cái nút like và chia sẻ video này đến cho những anh chị nhà đầu tư khác. Và nếu như anh chị muốn về làm khách hàng đồng hành cùng với em Huy thì anh chị có thể liên hệ cho em Huy qua số điện thoại 0949 080 190. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh chị.